Đối với tôi là một người trẻ tuổi của thế hệ gọi là 9X thì thực tế như hiện tại bây giờ và do công việc rất là bận rộn và cũng có thể là do bố mẹ của thế hệ chúng tôi đang là người mà phụ trách về cái thờ cúng tổ tiên tại gia đình ấy. Thì như bản thân của tôi thông qua những thông tin mà đã được nghe trong các chương trình tham luận của các thầy cũng như là các thầy sư, thế thì mới hiểu được rằng là cái thờ cúng tổ tiên rất là quan trọng. Bởi trong tâm niệm của tôi từ trước đến giờ vẫn là vậy, nhưng tuy nhiên thì mình chưa có thời gian để triển khai cái việc đó. Và khi mà đối với tôi thì khi mà mình thờ cúng tổ tiên, nó xuất phát từ cái sự thành tâm, từ cái tâm của mình nhớ về cội nguồn. Bởi vì ai cũng có tổ tiên, ai cũng có bố mẹ, ông bà thì mới sinh ra mình, đúng không ạ? Và mình lúc đó mới có được hiện tại của mình bây giờ. Và cống hiến công việc cho xã hội hay là cho những công việc khác để phát triển về kinh tế cho gia đình hay là làm phát triển kinh tế về xã hội, thì khi đó là tôi nghĩ rằng là tâm của mình phát ra từ tâm đã, sau đó thì mình sẽ chuẩn bị những cái thứ, những đồ dụng cụ về thờ cúng tổ tiên sẽ theo gọi là nó chưa phải là cái quy chuẩn hết, nhưng mà mình cảm thấy rằng là nó phù hợp với gia đình mình, với điều kiện gia đình mình như thế nào, với truyền thống của gia đình mình như thế nào về thờ cúng tổ tiên từ trước đến giờ, thì mình sẽ thực hiện như thế. Bản thân tôi là một người cũng còn trẻ tuổi, có thể là còn trẻ tuổi, nhưng mà cũng theo đạo Phật, hướng cái tâm của mình về Phật. Bởi vì khi mình làm những điều tốt, thứ nhất là cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội, giúp được đỡ những người khác, thì khi đó là tâm của mình rất là thanh thản, rất là vui và nó an tịnh. Khi đó thì mình sẽ làm được rất nhiều công việc khác. Và nghe những lời thầy chia sẻ như vậy thì tôi càng thấu hiểu hơn rằng là trong gia đình hay trong cuộc sống thì tất cả nó là lòng hiếu kính. Trong cuộc sống của mình, mình hiếu với bố mẹ mình, mình có hiếu với mình, tôn trọng hay là mình tri ân, nhớ đến những cái sự biết ơn của mình được thể hiện ra với những người lãnh đạo hay những người cộng sự hay những người bạn bè xung quanh đã có những sự giúp đỡ dù rất là nhỏ nhất thôi, thì đó cũng là một cái tấm lòng mà để mình hướng đến những điều mà mình làm tốt hơn trong cuộc sống. Trong quá trình nghiên cứu về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam, và đặc biệt là tự hào khi Việt Nam chúng ta có 54 dân tộc và các dân tộc đều có một cái tín ngưỡng thờ tổ tiên. Và từ cái việc thờ tổ tiên, điều đầu tiên đó chính là chúng ta thường thấy các thế hệ tương truyền và truyền dạy là con người có tổ có tông, cũng như cây có gốc như sông có nguồn. Và công tổ tiên thì non cao biển rộng, phận con cháu phải cúng phải thờ. Đây là một cái điều mà đất nước thì có quốc pháp và gia đình thì có gia phong. Và Việt Nam của chúng ta thì thờ cúng tổ tiên thì có 3 cấp. Cấp lớn nhất đó là cấp quốc gia, và chúng ta có quốc tổ là Đức Hùng Vương. Cấp thứ hai là cấp dòng họ, cấp thứ ba đó chính là cấp gia đình. Vì thế cho nên để thờ cúng tổ tiên được thì phải đạo hiếu, phải xuất phát từ gia đình. Mỗi một người cha mẹ sẽ phải hướng dẫn cho con cái của mình biết đâu là nguồn gốc của gia đình, nguồn gốc của dòng tộc và ý nghĩa đó để muôn đời và truyền thừa. Và trong thờ cúng tổ tiên đều phải có một cái tiết chế cũng như một cái nghi lễ để hướng dẫn để cho các bạn trẻ cũng như các thế hệ sau làm sao thờ tổ tiên một cách đúng mực và chuẩn mực nhất. Với cái cuộc sống hiện nay và sau một cái ảnh hưởng rất nhiều văn hóa của các nước khác trên thế giới vào Việt Nam, và đặc biệt là Việt Nam của chúng ta cũng là một quốc gia hội nhập Phật giáo từ Ấn Độ, Thiên Chúa giáo từ phương Tây và các tôn giáo khác cũng về Việt Nam, thì như chúng ta sẽ thấy rằng để giữ được cái bản sắc văn hóa của người Việt Nam mà đặc biệt là cộng đồng của người Việt trên thế giới, thì chúng ta cần phải có được một cái ý thức hệ rất là quan trọng là việc thờ cúng tổ tiên là việc con cháu phải làm và nên làm, và cần phải có những nghi thức tùy theo những gia đình, tùy theo những vùng miền và tùy theo những dòng họ mà dạy cho con cháu của mình. Và để tránh những cái trường hợp mà đưa ra những cái đạo khác và những cái đạo mà không chính thống mà làm cho cái việc mà không thờ cúng tổ tiên, thì đây là một cái điều mà phi khoa học mà cũng mang lại là phi văn hóa, ảnh hưởng rất lớn đối với tín ngưỡng của người Việt Nam chúng ta. Cho nên cần phải có một cái hiểu biết, cần phải có những cái bài học, cần phải có những cái điều bổ trợ kiến thức cho những người Việt trẻ hiện nay để có một sự nhận thức đúng đắn khi mà chúng ta thờ chính tổ tiên của quốc gia dân tộc, tổ tiên của dòng họ và tổ tiên của gia đình. Và rất mong là các bạn trẻ của chúng ta cần phải có những cái học thức cũng như là tìm hiểu thật là đúng đắn về những cái kiến thức về thờ cúng tổ tiên. Kính thưa quý vị, là trong cái tín ngưỡng thờ tổ tiên của chúng ta thì hiện nay là chưa có một cái văn bản chính thức nào ghi rất rõ là thờ tổ tiên của chúng ta là chỉ có thờ dòng họ, những người ông cha sinh ra dòng họ của chúng ta. Tuy nhiên thì trong cái quá trình nghiên cứu, rất nhiều nhà khoa học, rất nhiều những vị có học vị học hàm, những người có nghiên cứu lâu năm thì cũng đã chứng minh rằng là việc thờ tổ tiên ở đây không nhất thiết phải là dòng họ sinh ra dòng họ nhà mình, mà đó cũng chính là những vị tổ nghề, đó cũng chính là những người có anh hùng hy sinh cho đất nước, những người có công cho quốc gia dân tộc, và đặc biệt là những danh tướng của quốc gia, những danh tướng của dòng họ, thì đó cũng được coi gọi là thờ tổ tiên. Và đạo thờ tổ tiên của chúng ta ẩn sâu chính là đạo hiếu.
đó là công cha, những nước Tây Sơn, nghĩa mẹ những nước trong nguồn. Nhưng cha mẹ ở đây không có nghĩa là cha mẹ là người sinh ra chúng ta hay là ông bà sinh ra dòng tộc chúng ta, mà cha mẹ đây là một biểu tượng dành cho quốc gia dân tộc, gồm tất cả những người có công với đất nước, những người lập ấp, lập làng, những người khởi sự ra những nghề nghiệp của người Việt chúng ta và tạo ra một cái cộng đồng là thờ tổ tiên ở đây, tức là những tiên linh, những vị khởi thủy, những vị khởi tổ, hay còn gọi là những vị tổ sư cho các ngành nghề. Vì thế cho nên thờ cúng tổ tiên là một tín ngưỡng rất là rộng và nó không dừng lại ở chỗ gia tộc hay là dòng tộc. Rất mong quý vị của chúng ta sẽ cùng đọc những cái bài tham luận của những nhà học vị học hàm, những nhà nghiên cứu chính thống để chúng ta có được một cái kiến thức cũng như là một cái tìm hiểu đúng đắn nhất về tín ngưỡng thờ tổ tiên của người Việt.